Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một bông hoa hình đầu gà. Và nguyên liệu cần có để móc được một bông hoa hình đầu gà gồm có len màu xanh lá, màu cam, màu vàng, màu hồng, một ít bông, kim khâu. Kim móc mình sẽ chọn là đầu 3.0, một chiếc que xiên, một ít giấy kém lá, kéo. Và bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng đường len màu vàng. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật, sau đó lên một miếng này, móc vào đây là 6 mũi đơn. Kết thúc vòng số 1. Sang vòng số 2, các bạn sẽ móc mỗi chân là 2 mũi đơn. Kết thúc vòng số 2. Sang vòng số 3. Các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn. Tiếp theo là một mũi tăng. Rồi lại đến một mũi đơn. Sau đó lại một mũi tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 3. Sang vòng số 4. Các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi tăng. Từ chân tiếp theo đến hết vòng, các bạn sẽ móc là 2 mũi đơn. Sau đó đến một mũi tăng. Và cứ 2 mũi đơn và lại một mũi tăng. Đến hết vòng. Chân cuối cùng là một mũi đơn. Và kết thúc vòng số 4. Sang vòng số 5. Vòng số 5 các bạn sẽ móc là 3 mũi đơn này. Sau đó là một mũi tăng. Tiếp tục lại là 3 mũi đơn.
mang lại đến một vô tăng. Và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 5, sang vòng số 6. Vòng số 6, 7, 8, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn, không tăng. Kết thúc vòng số 8, sang vòng số 9, các bạn sẽ móc này, đầu tiên là 6 chân đầu tiên, mỗi chân một mũi đơn, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, tiếp theo sẽ là 3 mũi tăng. Sau đó lại một mũi đơn, rồi đến một mũi tăng, tiếp theo là một mũi đơn. Và các bạn móc cho mình 4 lần như vậy nhé. Đầu tiên là một mũi đơn này, sau đó là một mũi tăng này, tiếp theo là một mũi đơn này, lần 2 và lần 3 này. Lần 4 này,
ba chân tiếp theo mỗi chân là một mũi đơn. Sáu chân còn lại mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 9, sang vòng số 10. Vòng số 10 và 11, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 11, sang vòng số 12, các bạn sẽ móc này. Đầu tiên các bạn sẽ móc là hai mũi đơn, sau đó là một mũi giảm, tiếp tục lại hai mũi đơn, xong lại đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 12, sang vòng số 13, các bạn sẽ móc là một mũi đơn, sau đó đến một mũi giảm, tiếp tục lại một mũi đơn, xong đến một mũi giảm, và các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng, các bạn dừng lại và nhồi vào đây một ít bông. Sang vòng cuối cùng, các bạn sẽ móc là 8 mũi giảm.
YouTube các bạn cần lên. Và mình đã móc xong một cái phần đầu như thế này. Bây giờ mình sẽ chuyển sang móc các bộ phận của nó nhé. Mình sẽ sử dụng len màu hồng để móc cái phần má hồng. Các bạn sẽ tạo một vòng tròn ma thuật này. Lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Các bạn cắt len. Và đây là một chiếc má hồng. Và các bạn móc thêm một cái má hồng nữa nhé. Và mình đã được hai chiếc má hồng. Tiếp theo mình sẽ móc cái phần mỏ. Các bạn tạo một vòng tròn ma thuật này. Lên một bính, móc vào đây là 6 mũi đơn. Cũng cắt lên. Tiếp theo là mình móc phần lá. Các bạn sẽ tạo một nút thắt. Sau đó lên 10 bính.
và các bạn sử dụng một chiếc một đoạn dây kẽm nhé. Và các bạn sẽ nẹp vào đây để cho cái lá nó cứng này. Bắt đầu các bạn sẽ móc là bỏ chân đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn, tiếp theo là một mũi nửa kép, tiếp theo là bốn mũi kép đơn, sau đó là một mũi nửa kép, rồi đến một mũi đơn, chân cuối cùng là ba mũi đơn cho một chân. Sau đó các bạn sẽ gập cái phần dây kẽm này vào, móc sang bên dây bính đối diện. Tương tự với phần dây bính vừa móc, đầu tiên sẽ là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi nửa kép, sau đó là bốn mũi kép đơn. Rồi đến một mũi nửa kép, một mũi đơn, cuối cùng là một mũi trượt, sau đó bạn cắt len. Các bạn dùng phần len thừa và quấn cái đoạn dây kẽm này vào. Và mình đã móc xong được một chiếc lá như thế này. Tương tự các bạn móc thêm cho mình một chiếc lá nữa nhé, tổng là hai chiếc lá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng len màu trắng để móc cái phần viền xung quanh. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một nút thắt, sau đó lên 32 mũi bính, và các bạn sẽ quay lại cái chân bính đầu tiên, móc vào đây là một mũi đơn, rồi tiếp tục các bạn sẽ móc như sau: chân đầu tiên các bạn sẽ móc này, đầu tiên là một mũi kép đơn, tiếp theo là một mũi, là hai mũi nửa kép chung một chân luôn, nghĩa là chân đầu tiên này sẽ là gồm có một mũi nửa kép và hai mũi kép đơn, chân tiếp theo là hai mũi kép đôi chung một chân,
Chân tiếp theo là gồm có hai mũi kép đơn này. Rồi đến một mũi ngửa kép. Và mình đã móc xong được một cụm đường viền như thế này. Tương tự, các bạn sẽ móc cho mình đến hết vòng. Tổng là có 7 cụm như thế này nhé. Đầu tiên, chân đầu tiên là gồm có một mũi ngửa kép này và hai mũi kép đơn. Chân tiếp theo là hai mũi kép đôi chung một chân. Chân tiếp theo là hai mũi kép đôi và một mũi nửa kép.